Dạ thưa sư, con muốn hỏi về giới trộm cắp. Nếu thời kỳ chỗ có nô lệ là con người thì tính thế nào ạ? Lúc nô lệ bỏ trốn hay lén giải thoát nô lệ có phạm gì không? Về câu hỏi này thì cũng xin mời Đại Đức Tuệ Tường trả lời. À, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, sư đánh giá cái câu hỏi này là một câu hỏi rất là hay, thưa quý vị. Một câu hỏi này rất là hay. Mặc dù trong thời đại chúng ta, về cái vấn đề nô lệ nó không còn nữa, nó không còn nữa. Nhưng mà tuy không còn nhưng mà để cái người mà thắc mắc mà hỏi này nè. Khi mà chúng ta xuôi dòng về lịch sử, thưa vị, lịch sử mà tại vì vốn dĩ hồi xưa, thưa vị, vẫn có nô lệ tô nô tỳ này nọ, kiểu này nọ như vậy đó. Đó, cho nên là cái việc để hỏi câu hỏi này là một những hỏi hay để chúng ta xem lại cái những soi lại những cái bối cảnh thời Đức Phật, không, bối cảnh mà cái người cổ đó nhìn nhận cái vấn đề mà nô lệ này á như thế nào. Thì khi mà đọc qua câu hỏi này làm sư nhớ đến một cái tích ở trong Chú Giải Bổn Sanh liên quan đến Bồ Tát Toàn Giác. Đó là cái tích liên quan đến Bồ Tát Vaishantara, khi mà ngài thực hành bố thí vợ con, thưa quý vị. Đó để hoàn thành cái ba la mật của ngài đó, nghĩa là bố thí vợ con. Đây là một cái tích rất là hay mà sự đánh giá là quý vị nên xem nha, nên xem. Tại sao nên xem? Tại vì khi trả lời câu hỏi này xong, quý vị xem cái tích đó đó, và quý vị suy tư, quý vị xem là sư có trả lời đúng hay không, sư có phải trả lời đúng trong tinh thần tâm tạng kinh điển và chú giải chính thống hay không. Chứ không phải thì quý sư nói theo ý sư. Thì một thẳng vấn đề ha, thì để nói mà cái nô lệ á, là có xem là một cái tài sản không, thì trong tích bố thí vợ con của Bồ Tát Vaishantara, thì khi mà ông Bà La Môn á Chu Chá Cá, thưa vậy, ông mới hay tin là Bồ Tát Vaishantara lúc trước là làm vua, nhưng mà sau đó là đã từ bỏ, thưa vậy, từ bỏ để làm đạo sĩ rồi. Thì ở thì cùng ở thì nói cùng thì không phải nha, nhưng mà ở có sự tách biệt riêng là Bồ Tát rồi và Bồ Tát đạo sĩ, lúc là gọi đạo sĩ hay Bồ Tát đạo sĩ, và nữ đạo sĩ từng là vợ của Bồ Tát ở cách xa và cùng với công chúa và hoàng tử, mà cũng là đi cũng tu theo luôn đó, tạm gọi là hai người con của đạo sĩ đi, đó là một con trai và một con gái. Thì ông Bà La Môn này ông mới biết được là Bồ Tát Vaishantara, thưa quý vị, là có sự từ bỏ rất là lớn, thì ông mới đây là mới tới á, ông mới xin xỏ. Thì cụ thể là nói thẳng là ông tới đến để ông xin để xin xin hai đứa con của Bồ Tát đó, là hoàng tử và công chúa đó, thì tạm gọi như vậy cho vị dễ hiểu không. Thì khi bỗng sinh như vậy á, thì Bồ Tát, cái câu chuyện nó khá dài nhưng mà sư chỉ có nhấn mạnh chi tiết thôi. Thì khi mà sinh như vậy á, thì ban đầu á, là Bồ Tát nói là thôi đợi đợi đi, đợi mẹ mẹ của hai hai đứa bé này nè về đi, rồi xong rồi sẽ được, rồi mẹ đồng ý sẽ dẫn đi thôi chứ không gì. Mà ông không đồng ý, ông nói là người mẹ luyến ái tình cảm đó, đã bảo không cho, ông không đồng ý, ông nói muốn lấy đi liền. Thì Bồ Tát cũng nói nếu thôi đi gì cũng được, thì thôi bây giờ đi như vậy thôi, bây giờ để mà tốt đẹp á, để tốt đẹp á cho ông á, thì tôi khuyên ông á, là ông hãy dẫn hai đứa bé đi đến gặp vua, nó đúng hơn Thái Thượng Hoàng, tức là lúc đó gọi là vua ông nội đó. Đó thì khi mà ông đến dẫn hai đứa bé này đến nè, thì ngoài việc á mà ông nội là một cái người mà rất là hiểu chuyện, có nghĩa là một vua rất là hiểu chuyện, thưa quý vị, nghĩa là gọi là minh minh quân đi ha, thì biết là ta cho ta nè ta 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 cho hai đứa bé này là cho ông nè, thì ông vua sẽ cung cấp cho ông thêm những cái tài sản giống như là vàng bạc châu báu đó, để ông có một cái đời sống xa hoa thoải mái với hai cái đứa bé này luôn.
thì ông cũng không chịu, ông nói thôi tôi ông tôi mà giờ dắt lại vua vua vu cáo tôi ăn cắp mà ăn cắp với công chúa hoàng tử sao, tôi không chịu, thôi giờ bây giờ ngài cho tôi liền đi, tôi đang nôn lắm mà, để tôi để tôi về tôi dẫn hai đứa bé này vợ chúng tôi để phục vụ vợ vợ tôi thôi à. Chứ tôi không đánh đập gì đó chứ, ông nói láo vậy đó. Thì khi như vậy Bồ Tát thấy ông nôn nóng quá thưa vị, với Bồ Tát cũng nôn nóng mà thực hiện cái hạnh ba la mật nữa đó, với ông đốc đốc thúc đó, ông nói là bổ ngài sợ hay sao mà ngài bổ ngài dính mắt hay sao mà ngài không cho. Thì Bồ Tát nó không phải, nhưng mà thôi không phải ta như vậy đâu, ta thực sự ta muốn hành nguyện ba la mật mà đó. Rồi khi đó đó Bồ Tát mới nói ờ thôi thì thôi được, nhưng mà Bồ Tát mới nói một điều này nè, trước khi mà cho công chúa hoàng tử cho bà la môn thì mới nói với công chúa hoàng tử là như vậy. Có một chi tiết là rất là quan trọng để mình biết được cái câu đánh giá được cái câu mà nô lệ này có phải tài sản không là gì. Thì bác mới nói là ta cho hai người con của ta đến ông á, đúng như một cái điều kiện như đó là hai đứa này nè là nó sẽ được chuộc, nó giống như là tạm gọi như lúc này gọi nô lệ đó, thẳng là gì, nó sẽ được chuộc, nó sẽ được tự do, với điều kiện là nó sẽ nếu mà có ai á, trả cho ông á, riêng hoàng tử á, cha lý á, là nếu được tự do là có một ai đó đồng ý trả cho ông á, 1.000 lượng vàng thì hoàng tử sẽ được tự do, và công chúa Canh Ha Chí Na mỗi thứ 100, đó là 100 tớ gái, 100 tớ trai, 100 con voi, 100 con ngựa, 100 con bò đó. Thì Bồ Tát mới nói với ông như vậy, nói với ở trong Bà La Môn gì thì ông Bồ đồng ý, nó gọi được, nếu mà giờ tôi đem hai đứa này về, mà nếu mà có ai mà đưa cái điều kiện đó, 1.000 đứa trai thì 1.000 lượng vàng, còn đứa con gái thì 100 tớ gái, 100 tớ trai, 100 voi, 100 con bò, 100 ngựa thì được, nó sẽ được tự do. Đó, ông đồng ý đó. Thì trước khi đi thưa vị, trước khi đi thì Bồ Tát có nhắn gửi với công chúa hoàng tử một điều như vậy, đại loại như là những cái điều kiện này á là chỉ có Đức Thái Thượng Hoàng, tức là gọi là vua ông nội đó, mới có khả năng làm được thôi, ngoài Đức vua ông nội của hai con ra thì không có một ai khả năng làm được. Đó như là có một cánh cửa thôi nha, quý vị hiểu không, một cánh cửa. Thì rõ ràng ở trong chú dạy bóng xanh đó có một cái câu kệ, đại loại câu kệ rất là hay, khi quý vị đọc quý vị sẽ hiểu rõ được, nhưng mà đại loại như vậy nè, đại loại sư sẽ tóm tắt cái câu này cho quý vị hiểu. Thì khi mà cái bối cảnh á mà vua ông nội vô tình gặp được hai cái công chúa hoàng tử này nè đó, và qua cái cuộc trò chuyện á, trò chuyện mới nhận ra được à đây là cháu của mình đó, rồi xong rồi có cái hỏi hỏi là vậy thì bây giờ là vua ông nội nè, ông nội muốn giải thoát cho hai con như thế nào. Thì trong đoạn kệ mới nói như vậy quý vị, là 1.000 đồng giá của con, phần em con muốn thoát thân nô tỳ, 100 voi và mọi thứ kia, mỗi thứ cha đà định luôn. Rồi sau đó là vua ra lệnh trả giá chuộc hai cháu, cận thần mau trả đạo nhân đúng theo giá được định phần cháu ta, 100 nam nữ gia nô, 100 voi với đàn bò 100 con, 100 con ngựa trong chuồng, 1.000 đồng chẵn tiền vàng đúng cân. Cận thần liền trả đạo nhân ngay khi giá được định phần rõ ra, 100 nam nữ gia nô, 100 voi với đàn bò 100 con, 100 con ngựa trong chuồng, 1.000 đồng chẵn tiền vàng đúng cân. Thì khi mà vua ông nội có nghĩa là dùng cái tài sản đó để chuộc hai đứa hai hai công chúa hoàng tử, thì ông thì giải phóng được, thì vị giải phóng được công chúa hoàng tử đó. Thì bây giờ chúng ta quay lại câu hỏi chính, thì xin thưa quý vị, trong bối cảnh, xin nhấn mạnh nha, trong bối cảnh so sánh với trong bối cảnh của câu chuyện Bồ Tát với Sentara, thì vốn dĩ nô lệ trong trong bối cảnh đó nha, xin nói trong bối cảnh đó, thì nô lệ vẫn được xem là một tài sản thưa quý vị. Cái việc mà nô lệ mà tự bỏ trốn hay giải thoát mà nếu đủ 5 chi phần, xin nhấn mạnh là đủ 5 chi phần của chỉ giới trộm cắp này, thì vẫn được xem là đó là một hình thức trộm cắp nô lệ thưa quý vị, trộm cắp tài sản của một người khác. Thì cũng xin kết thúc phần câu trả lời ở đây ạ.
Xin thưa với quý vị, thì về vấn đề nô lệ thì ngay cả thời nay vẫn còn, chẳng qua là nó không có dùng cái chế độ nô lệ, chứ còn nô lệ vẫn còn. Đó là gì? Những trường hợp mà người ta mua bán người, cái người họ mua đi bán lại thì như là nô lệ, còn gì? Nô lệ được xem là hàng hóa mà. Có những người mà khi họ bị buôn bán như vậy, ra khỏi xứ, đi tới xứ người rồi, họ không còn được đối xử như con người nữa. Thì trong trường hợp đó cũng được tính là nô lệ. Thì nô lệ mà Đại Đức Tuệ Tường nhắc tới là nô lệ cao cấp á. Ở trong Tạng Luật thì cũng có trường hợp là nô lệ tự bỏ trốn, rồi sau đó xin xuất gia. Thì Chư Tăng lúc bấy giờ là Chư Tăng cũng đồng ý. Rồi sau này là Đức Phật mới ra cái điều giới, là do là cái người chủ nô lệ đến phàn nàn. Đến phàn nàn thì nói là thôi bây giờ lỡ xuất gia rồi thì tôi thả tự do cho nó luôn, nhưng mà tôi mong là Thế Tôn lần sau là phải quy định rõ ràng. Thì Thế Tôn mới đưa ra quy định là lần sau á, là nô lệ mà bỏ trốn như vậy á, là không cho xuất gia, mà phải được sự đồng ý của chủ. Tức là bản thân người nô lệ đó cũng được xem là tài sản của người chủ. Và cái giới mà các chi Phật của giới trọng cấp mà Đại Đức Tuệ Tường nói là như thế này, là nếu như á, mình kêu họ đi theo mình á, ở đây họ nô lệ có khi không dùng, không cần dùng dây dắt nha, mà mình kêu họ đi theo mình á, họ bước một bước là mình đứt giới. Tức là cái sự đi theo á, họ bước một bước là đứt giới. Còn cái chuyện mà quý vị hỏi thì nó chỉ mang tính chất là mình hỏi tham khảo chơi cho vui, chứ còn bây giờ thì ở Việt Nam mình kiếm đâu ra chế độ nô lệ. Còn cái chuyện mà quý vị muốn giải cứu những người mà bị mua bán á, thì chắc có lẽ cái người hỏi không nghĩ tới chuyện đó đâu, cho nên thôi bàn xa quá nó cũng không có lợi ích gì, nó thành ra phiếm luận. Cho nên là chúng ta dừng các câu hỏi ở đây.